Shop Thanh Tấn xin chào tất cả các anh em. Chúc anh em có những ngày chuẩn bị cho đầu năm mới thật là vui vẻ. Hôm nay là cũng là 30 Tết rồi. Đang rồi cái cùng công việc chắc chắn những anh em nào cũng sẽ chuẩn bị như tôi. Chuẩn bị thức ăn nước uống cho mấy con chim mồi, chim mỗi, chim sinh sản cho nó ăn Tết vui vẻ. Thì mình cũng chuẩn bị thật là nhiều thức ăn dầu hũ, nhiều nhất có thể, nước uống cũng nhiều nhất có thể, để có khi chúng ta vui say thì không có sợ tụi nó bị đói khát ha. Sáng nay sẽ bắt đầu đổ khoáng vô tất cả các lồng, giống như là một cái món quà Tết lì xì cho mấy cu em này. Đây khoáng là chúng tôi ở chợ cơ sở bán là có hai hũ lớn với hũ nhỏ. Mở hũ khoáng ra anh em sẽ thấy những cái thành phần tất yếu đó. Những thành phần tất yếu nè, em thấy chưa, vỏ trứng gà này, than củi này, rồi các loại dược liệu xay nhuyễn này, xay nhuyễn đóng hình viên này, đó. Muối khoáng, nói chung là có đến tất tần tật khoảng 20 dưỡng chất ở trong đây đó. Loại này là loại khoáng viên nhỏ nhỏ để cho chim vừa ăn nè. Cái hạt sạn này là nó rất là quan trọng nè anh em. Đây là những cái hạt sạn rất là quan trọng. Bởi vì chim mồi thì nó không có răng, chim cu gái nó không có răng, cái hạt sạn này có tác dụng như là răng của nó nha. Rồi bây giờ sẽ đổ cho từng con cho anh em xem cái niềm vui thích của nó. Các anh em thấy chưa, con này nói chung là cũng khoảng cả tháng nay quên bỏ khoáng cho nó rồi, cho nên là khi mà đổ vô thì nó ăn rất là miệt mài. Rồi bây giờ tiếp đến đổi con khác nữa nha. Rồi hồi nãy cho chim Việt ăn rồi, bây giờ tới mấy con mồi trần Mã Lai. Nó cũng ghiền này ghê lắm. Rồi bây giờ đến đổ con khác nha anh em. Rồi bây giờ mình tiếp tục mồi Việt, chim Việt, cho chim Việt. Thank you.
tiếp đến chứ không phải đổi con khác nữa. Tiếp theo cho mồi Malay ăn tiếp. Mấy con này là mấy con mồi này là phải thúc nè, là qua Tết là chơi liền á, mùng 5 mùng 6 là chơi liền. Này là coi như tuần nào cũng bỏ xung khoáng cho nó hết, cho nên là nó cũng ăn lai rai thôi. Có mấy con trước thì cũng quên bỏ khoáng cho nên là bỏ vô nó ăn miệt mài. Anh em thấy đây là những cái dòng Malay, dòng bài bản, dòng mắt đen. Ở đây chúng tôi đang cung cấp ra thị trường những cái dòng kèm, dòng phóng, như con này gọi là dòng phóng nè. Yêu cầu nó mở miệng ra là sẽ có một nước gù. Nè, thấy chưa, bài bản đến đâu chúng ta mới xét đến giá thành đến đó. Chắc có lẽ là kết thúc video tại đây, bởi vì ở đây nhà có đến 50-60 lồng chim mồi cho nên là sẽ từ từ cho ăn dần. Ngày cuối cùng của năm 30 tháng chạp, xem như là quà tặng cho tụi nó, quà tặng lì xì ha. Rồi, xin chúc anh em là năm mới dồi dào sức khỏe, đầu xuân thì bắt được nhiều bổi nha, chim mồi thì căng cứng nha. Cho ăn nãy giờ mấy con cũng lưng rồi nè, nó đây là hũ lớn, còn đây là hũ nhỏ nha. Ngoài ra còn rất là nhiều cái phụ kiện chơi cu, anh em có thể tìm hiểu giọt cu nè, lụp cu nè, úp đánh đất nè, lo nè, cỏ thái nè, mằng ri, lòng ngồi trần, dây xích chân, nọc đánh trần, tất tần tật, lòng nuôi trần, nói chung là đầy đủ các phụ kiện chơi cu.